Chị ơi, tôi có chị lấy cái đèn này soi cho sáng xong là chị cứ làm đi, tôi giặt quần áo chị đó. Vâng. Thank you.
bao nhiêu tiền hả?
khó lắm. Ơi. Để kêu. Mẹ đừng có rồi con xuống đi. Đi cái này đủ ấy nhá. Mẹ chặt dưới xuống là nó đủ ấy. Lấy con chơi vào tay nhá. Ôi dù. Mẹ ơi. Nhìn con nè.
chống cái này đó. Hút. Chuẩn bị đi bán chuối đi. Yeah.
Không được cái đồ tôi bỏ chứ. Cho vào tôi bấm đi nhá. Lo mẹ này, đóng ngủ thì là. Thằng này không biết thật chưa, nó cứ lạc. Thế không biết được ăn nữa. Nhắm mình như là chưa khỏi giáo lên là chết rồi. Thế giáo là nói ngay từ đây. Mưa đánh nhắm quê. Đây, con chăm. Ba mươi nghìn. Cảm ơn nhỉ. Rồi, về nha. Thank you.
chơi á. Con làm gì á con ơi? Trong nhà. Hả? Trong nhà. Trong nhà làm gì á?
bao tiền cho ông gửi? 50.000. Thank you.
Thank you.
tiền đấy chị ơi. Nhiều năm qua với tham gia công việc này là rất là tích cực.